Ai sợ áp báo à? Áp cơ báo nha em, ở trên cầu Đăng Long áp báo nha. Áp báo thật đấy. Áp báo xin à. Áp báo xin luôn. Áp báo về phòng hát nha. Áp báo vừa hát, muốn đưa vào nhất. Áp báo xịn đi. Xin chào áp báo nha. Mọi người follow kênh của áp báo nha. Tôi nghe rất giọng quá anh em nhá. Nước chấm nhà mình cũng gọi là đặc biệt nha. Thăm áp báo nhá. Giờ áp báo đang bỏ xuống đây, thầy lên thăm. Áp báo xuống đây này, áp báo xuống đây. Rồi, chia mỗi người một tí nha. Áp báo đang bỏ xuống đây đi. Em cần lấy gì làm sao là muốn đổ tí. À, hôm nào quay con lợn cho áp báo nhá. Áp báo nhá, áp báo xịn nhá. Ngon quá. Cho mình mấy à? Chặt cho 4 ngàn nhá. Cầm dưới à? Nghệ An thì... 200 thì cho nó này. Anh em phải đặt trước 1 ngày anh em nhá. Rồi, 6, con ạ. À, em ăn bao nhiêu? Ờ. Đeo hộp cho anh nào, cho kịp vào nhé, cần chưa? Ở Nhật coi vịt sao không có nước. Lít nữa này. Phủ nhận ra rồi. Rồi xong rồi. Áo báo xuống vào đây nhá. Cắt xê cao nhá. Riêng cắt xê là áo báo. Một cô gái đẹp. Đấy. Một cô gái đẹp chân dài. Xin anh con lợn về Phú Thọ nhá. Ok anh Dũng. Xào quá. Áo báo hát cho nghe bài nào. Thầy thầy fan áo báo à? Áo báo còn không? Áo báo fuck yeah đấy. Còn không? Còn. Mời áo báo nhá. Quỷ quái. Áo báo. Ờ được, được, được. Xin hai con cho anh Dũng nhá. Phú Thọ này. Phú Thọ hai con à? Đúng rồi. Hai con cho bọ đúng không? Tưởng anh Dũng mua 2 cân thì nó không bọ, nhưng mà mua 2 con thì bọ anh Dũng này, bọ nhá. Không toàn. Anh Dũng ơi, nhập nợ chết không? Ôi ôi. Nhà mình chỉ có lợn sống trở lên thôi nhá. Nhìn đã biết giòn rồi đúng không? Cảm ơn anh gì đây đã chia sẻ. Chưa chắc đã giòn đâu. Đây là khách đã bắt tay. Hôm nay anh đến hoa phượng đỏ. Ngơ ngác ngắm nhìn cầu Lạc Long. Hưng không người ta nhớ Hưng Ba Bà. Ok anh Dũng nhá. Ngày nào, nhớ tuổi ngày. Đang làm thơ. Giòn sân sân. Ô tô khách kìa. Anh tập 2 ngày nữa. Ờ hello, xin chào bạn đến với âm thực hướng 33 ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư và thứ sáu tôi có mặt tại thành phố Đà Nẵng thân yêu. Và trong thời gian Đà Nẵng thì tôi có mặt ở đó khoảng 3 ngày. Anh em nào Đà Nẵng thì anh em mình ấn nút phát chấp một cái để theo dõi tôi nhá. Và xem mô hình đạt 60 đến 100 triệu một ngày, chứng minh như lời tôi nói nhá, mô hình. Đấy, cho nên là các bạn học theo cái mô hình. Đấy, mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh, địa điểm kinh doanh là cực kỳ quan trọng. Hai nữa là khi khách mà thả thính rồi nên là khách nhớ mình là điều quan trọng. Vâng, tôi đang đem mong muốn cái giá trị ẩm thực đặc biệt này dành cho mọi người, là giống như là Phú Thọ này, các bạn vừa gọi đấy. Có một có điểm ngon thì kêu gọi các cháu không ăn được làm, hoặc là những người có địa điểm ở đấy thì qua đây học Hưng Ba Ba, đem một cái ẩm thực tinh túy nhất. Và những sản phẩm tôi bán như nào thì chắc chắn thì học trò sẽ bán như vậy và thậm chí ngon hơn tại đây. Khi lúc ra về là ngon hơn, phải nói rõ. Ngon hơn trai nhà có phúc, mẹ cho ăn thấy để đẳng cấp. Đấy, bàn này bàn mở đâu nào? Mà mặt đường Sơn Thanh Hóa. Còn Sơn Thanh Hóa à? Đấy, có anh em nào Sơn Sơn đây không? Sơn Sơn này. Mọi người về Thanh Hóa nhá. À, ai 36 nào? 36 ấn 36 này. 36 này. Nào, năng lượng lên nào. Vâng. Nào, cười mạnh lên nào, năng lượng lên, cáo đi. Chào tất cả các bạn ạ. Nào, quảng cáo luôn nào. Các bạn nhìn nhá. Sẵn sàng luôn các bạn ơi. Rồi, em mở chỗ nào ở Thanh Hóa nào? Em mở Sầm Sơn. Sầm Sơn Thanh Hóa nào? Ê, mọi người đến Sầm Sơn Thanh Hóa nhá. Thương hiệu ẩm thực gì nào, Khẩn Trương? Ẩm thực gì? Sứ Thanh. Đâu, ẩm thực đầu tiên là gì? Bình Phượng à? Ẩm thực Bình Phượng. Bình Phượng. Số tiền là gì? Ẩm thực sáng đặt tên cho đấy. Ẩm thực Sứ Thanh. Đây, vị ngon Sứ Thanh. Tên hay như thế. Quá, tên này. Lưu vào, lưu ngay. Lưu ngay.
Hưng đặt cho cái tên. Đấy, Hưng đặt cho từ gần như học trò đặt cho cái tên. Mong các bạn ba gì? Đặc sản ba ba ngon. Đặc sản ba ba ngon. Lẩu cua, đồng, tất cả lẩu Thái. Lẩu Thái, lẩu Hồng Kông. Rồi tiếp tục nữa gì nữa? Đồ quay thì có quay lợn quay nổ phốm, quay lu vịt quay khô quay xứ Thanh, khô quay. Khô quay. Đặc các món đặc sản quay mang về. Quay mẹt. Quay mẹt. Đấy, phải học rõ ràng mà. Ở nhận tiệc đặt lễ tại nhà, tiệc hội nghị sinh nhật. Đặt là lễ là tiệc tại nhà. Lợn bán đủ món. Đấy. Từ hải sản đồ dùng đồng quê đầy đủ hết, đấy chứ? Vâng. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ khách. Đấy. Đấy, sau thuê một thằng vẫy đứng ở đường nó vẫy nữa. Nhá. Vâng. Gái đẹp cứ đứng mẹ nó 2 giây đứng đường vẫy nhá. Vâng. Đấy. Đi đâu? Có. Chiến lược kinh doanh hiện đại không? Hiện đại. Vâng, trước khi thì em đang kinh doanh rất là thành công về cái lĩnh vực thời trang. Vâng. Và em bán theo hàng cái mặt hàng truyền thống đúng không? Vâng. Nếu mặt hàng truyền thống bây giờ là nó cho có gái đẹp nó vào nó bán hàng thì không lại sao được. Vâng. À. Cứ phải dùng mỹ nhân kế. Thế thì trong một quán thì phải dù là cho đồng phục này, mặc áo yếm là không này. Thế thôi, thế hoành này. Cho là nhân viên mặc áo yếm không dây trở lại hồn quê ngày xưa. Nghe chưa? Nghe. Áo yếm nhưng mà không dây. Không dây. Không dây, không à, không đeo kính, quên. Đây. Đồng khách đông như muốn người. Hai, chiến lược kinh doanh này. Đèn lồng cho sáng lên. Trang trí đưa về không cảnh hồn quê để trở về tự nhiên. Thấy chưa? Vâng. Trước khi vào đến quán ấy là có một cô gái mặc áo không đeo kính. Vâng. Đấy, trở lại áo ngày xưa. Áo yếm ngày xưa. Áo yếm ngày xưa, không đeo kính. Thấy chưa? Cứ đứng vào đấy nhe răng cười và cười. Đấy, khách về nhe răng cười. Thấy chưa? Thấy chưa? Dạ. Đấy, con gì? Đó. Rồi, trong dưới thì quay. Đấy. Thấy chưa? Bánh còn gì ạ? À? Còn lợn quay này, ba chỉ nấu bi này. Đấy. Thấy chưa? Vẫn còn nhiều. Lòng hấp này. Có thích mặc áo yếm không? Có. Có thích cho nhân viên mặc áo yếm không? Nem nướng này. Và nó ghen không? Ô đuôi này. Có. Vợ ghen. Em nhưng mà áo yếm không chính thì thích cái áo yếm. Vợ nghe thì vẫn thích. Mặc áo yếm không kính, không kính, không đeo kính. Chiến thuật kinh doanh hiện đại không? Hiện đại. Trở về hồn xưa. Các cụ ngày xưa mặc thế, ta mặc thế. Trở về hồn xưa này gọi là hiện đại này. Trở về hồn xưa. Áp dụng truyền thống và hiện đại. Trở về hồn xưa. Nhân viên mặc áo bà ba. Đấy. Áo yếm không kính, không đeo kính.